Đời sống thú vị xin chào các bạn. Hôm nay tôi sẽ hướng dẫn các bạn cái cách để xác định cái tình trạng tắc này, hoặc là tắc ẩm này, hoặc là bán tắc đấy, hoặc là tắc toàn phần. Ở đây tôi lấy ví dụ đấy là cái tủ kem. Bởi vì như thế này, mọi thiết bị làm lạnh nó cũng tương tự nhau thôi. Về cái phần tắc thì các bạn sẽ để ý cái đầu cáp phun này đó. Nếu như mà cái đầu cáp á, nó không bám tuyết đó, thì cái này hoàn toàn thông thoáng, không bị tắc một tí nào hết. Tức là nó cách đây, tuyết nó chỉ bám ở cái đầu ống giàn lạnh thôi, chứ nó không bám vào cái cáp. Nếu như mà cái tuyết ấy mà nó bám dài về phía đằng này đó, tức là nó dài một khúc thế này chẳng hạn đấy, nó bám như thế thì tức là ở cái tình trạng đó là bán tắc đấy, tức là nó tắc một phần. Các bạn hãy chú ý điều đó, nó tắc một phần. Hoặc cái thứ hai nữa là các bạn sờ vào cái giàn nóng này, sờ vào giàn nóng này, sờ vào vi phin lọc này, mà nó chỉ hơi hơi nóng nóng đấy, hoặc nó mát mát, cũng là trường hợp là bán tắc đấy, tức là tắc một phần đó. Thì hai cái trường hợp đó là giống nhau đó, thì các bạn sẽ quan sát thấy như thế đấy. Còn nếu như đấy, mà nó tắc toàn phần ấy, nó tắc toàn phần, tức là tắc hẳn đấy, thì nó sẽ không đóng tuyết ở đây, và các bạn sờ vào cái giàn nóng mới lại sờ vào phin lọc ấy, nó sẽ không nóng đấy, nó sẽ lạnh tanh. Và thứ hai nữa là cái đồng hồ này đấy, khi mà tắc hoàn toàn ấy, thì cái đồng hồ này nó sẽ trở về dưới không rất nhiều đấy. Các bạn xả ga vào đấy, nó lại lên một cái đây, xả ga vào nó lên cái, xong nó lại trở về dưới không, mà sờ cái phin lọc với lại giàn nóng nó không nóng đấy, thì lúc đó là tắc toàn phần. Thì cái cách xử lý cái tắc ẩm này, tắc toàn phần này, với lại bán tắc đấy, thì sang video sau tôi sẽ hướng dẫn cái cách xử lý, là xác định là tắc ẩm hay là tắc bẩn đấy. Thì thế này, các bạn dùng cái khò ga thế này đó, các bạn sẽ làm thế này đấy, các bạn sẽ bật cái lửa lên đó, bật lửa của khò ga đấy. Các bạn sẽ khò trực tiếp vào cái chỗ này đó, khò vào cái đầu này. Nếu các bạn khò lâu đấy, mà nó được đấy, tức là nó không bám tuyết ở đây nữa, và cái giàn nóng nó nóng lên đấy, và nó bám tuyết ở đây nữa đấy, nó không bám tuyết ở cáp mà nó bám tuyết ở đây, là do tắc ẩm đấy. Còn nếu các bạn khò rất lâu rồi đó, khò rất lâu như này rồi đó, mà nó không được đấy, thì cái đó là tắc bẩn. Thì trong video sau tôi sẽ hướng dẫn cái cách xử lý tắc ẩm, tắc bẩn như thế nào đó, các bạn chú ý đón xem. Rồi, cảm ơn các bạn đã theo dõi.